Xin chào các bạn học sinh lớp 6. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề 11, Trái đất và bầu trời ở bộ sách Chân trời sáng tạo nha các em. Chúng ta tìm hiểu ở bài 43, Chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Như vậy thì hàng ngày á, chúng ta nhìn thấy đó là gì đây? Đó là mặt trời chuyển động ở trên bầu trời. Và có người nói rằng đó là do trái đất đứng yên, còn mặt trời thì chuyển động quanh trái đất. Thì em có nghĩ gì về điều này? Như vậy cái câu hỏi mà chúng ta vẫn hay thắc mắc nhất đó là trái đất chuyển động quanh mặt trời hay là mặt trời chuyển động quanh trái đất? Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời thật là rõ ràng về cái vấn đề này nha. Chúng ta tìm hiểu cái nội dung đầu tiên, một nhỏ, chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát hình vẽ này, đọc thông tin và chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi ở trong này. Và khi trả lời câu hỏi trong này thì chúng ta trả lời được cái câu hỏi đầu tiên ở đề bài đưa ra đó các em. Rồi, như vậy chúng ta quan sát hình 43.1, mô phỏng chuyển động nhìn thấy hàng ngày của mặt trời. Đây, chúng ta nhìn thấy này, hàng ngày đúng không? Em hãy mô tả sự chuyển động của mặt trời hàng ngày ở trên bầu trời. Như vậy nếu như nhìn vào hình vẽ này hoặc là liên hệ thực tế thì mình sẽ thấy là mặt trời thì mọc ở phía gì? Ở phía đông. Đến trưa thì cao dần lên trên đỉnh đầu và dần dần là lặn về ở phía tây. Như vậy chúng ta kết luận điều gì đây? Mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây. Bây giờ quan sát hình 43.2, em hãy cho biết trái đất tự quay quanh trục của nó theo chiều nào và mỗi thời điểm ánh sáng mặt trời chiếu tới trái đất sẽ làm bao nhiêu phần diện tích của mặt đất được chiếu sáng. Như vậy ở đây chúng ta thấy này, bây giờ chúng ta nhìn này, đây. Như vậy ở đằng này chúng ta thấy là trái đất tự quay quanh một cái trục của nó. Cái này là trục tưởng tượng ở trong không gian. Như vậy chúng ta trả lời được cái câu hỏi đề bài đó là mặt trời quay quanh trái đất hay là trái đất quay quanh mặt trời. Thì bây giờ ở đây chúng ta đã có câu trả lời đó là trái đất quay quanh trục của nó. Và đặc biệt nó quay theo chiều nào. Thì nếu như nhìn trên này nè, chúng ta sẽ thấy này, đây cái chiều mũi tên này kìa, mũi tên này. Như vậy nếu như chúng ta vẽ ra đây thì nó sẽ như thế này. Đó. Nó quay như thế này đúng không? Như vậy là nếu chiều kim đồng hồ của chúng ta là từ gì đấy? Từ phải sang trái. Thì chiều quay của trái đất là ngược lại từ trái sang phải đấy. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy là cái trục của trái đất này thì nó sẽ hơi nghiêng so với mặt trời, cái trục mặt trời này em, đây, cái trục quay của trái đất này nó hơi nghiêng. Như vậy trái đất của chúng ta nó không ngừng quay quanh mặt trời. Và ở đây chúng ta thấy là nó hơi, cái trục quay của trái đất là nó hơi nghiêng. Và người ta đo ở đây là cái độ nghiêng nó là khoảng là 23 độ 27 phút em. Đấy, hơi nghiêng so với mặt trời. Và cái việc nghiêng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc chiếu sáng ở vùng Bắc Cực và vùng Nam Cực đấy các em. Đấy. Em hãy cho biết trái đất tự quay quanh trục của nó theo chiều nào. Và mỗi chiều nào thì chúng ta biết rồi đúng không? Theo chiều đó là chiều ngược, chiều với chiều kim đồng hồ. Đấy. Thứ nhất là chúng ta nói là từ ngược chiều với chiều kim đồng hồ từ phía Tây sang phía Đông. Đây, chúng ta thấy này, từ Tây sang Đông. Và câu hỏi tiếp theo là và mỗi thời điểm ánh sáng mặt trời chiếu tới trái đất sẽ làm bao nhiêu phần diện tích ở trên mặt đất chịu chiếu sáng. Chúng ta thấy trái đất của mình hình cầu tròn này, cho nên khi ở nó chiếu như thế này thì chỉ có một nửa cái phần diện tích ở phía bên này là nhận được ánh sáng mặt trời, còn nửa phía bên này thì không được chiếu sáng. Như vậy ở cái câu 2 chúng ta rút ra một cái kết luận đó là gì đây? Đây, cái câu trả lời cho nó rõ ràng để các bạn dễ nhìn thấy này. Trái đất tự quay quanh trục của nó theo chiều gì? Ngược chiều với chiều kim đồng hồ từ phía Tây sang phía Đông. Mỗi thời điểm ánh sáng mặt trời chiếu tới trái đất sẽ là một nửa diện tích của trái đất được chiếu sáng. Chúng ta trả lời câu tiếp theo nha các em. Người ở vị trí B, hình 43.2 đây, vị trí B ngay đây các em. Khi ánh sáng mặt trời vừa chiếu tới sẽ quan sát thấy hiện tượng gì? Đây, chúng ta thấy nè, cái trái đất nó sẽ quay theo chiều từ
Đây, ngược chiều với chiều kim đồng hồ từ tây sáng sang đông, tức là vị trí của người B này sẽ gần, càng ngày càng tiến gần với phía gì, phía mặt trời. Như vậy cái người ở vị trí B này đương nhiên là sẽ quan sát thấy hiện tượng gì các em? Thấy hiện tượng mặt trời mọc đấy, sẽ quan sát thấy hiện tượng mặt trời mọc. Và sau đó sẽ thấy như thế nào đây? Trái đất tiếp tục xoay thì người này sẽ thấy gì? Sẽ thấy là mặt trời chuyển động lên cao giữa trưa đấy. Vì trái đất như thế nào đây? Nó quay làm cho cái vị trí người B này càng ngày càng gần lại với ánh sáng. Nhưng mà cái phương của trái đất này chúng ta, cái trục này nó hơi nghiêng, cho nên chúng ta thấy là nó càng ngày càng lên cao đấy. Ngược lại câu hỏi tiếp theo, cái người ở vị trí C này các em, đây người ở vị trí C này sẽ thấy như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy là cái người ở vị trí C sẽ quan sát được hiện tượng mặt trời gì? Mặt trời lặn đấy. Tới vị trí B này, khi nó quay như thế này này, ở B thì thấy mặt trời lên sau đó là thấy giữa trưa thì mặt trời tiếp tục quay đến cái vị trí người C này. Nếu như ở vị trí người C này thì thấy mặt trời lặn ở phía tây này đấy, còn đây là trở lại là phía đông đấy. Cho nên chúng ta thấy là đây là phía nửa của cực bắc này và đây là cực nam. Cho nên là khác với những cái vị trí khác ở trên trái đất thì cực bắc và cực nam các em thì gọi là ngày quanh năm hoặc là đêm quanh năm. Như vậy ở cực bắc là 6 tháng là ban ngày, còn 6 tháng là ban đêm. 6 tháng ban ngày có nghĩa là cả ngày và đêm đều nhìn thấy mặt trời. Còn phía cực nam này thì như thế nào các em? Trong vòng 24 tiếng đều không thấy mặt trời trong 6 tháng. Và ngược lại 6 tháng còn lại thì phía cực bắc này sẽ không thấy mặt trời, còn phía cực nam này sẽ có mặt trời trong vòng 24 giờ. Rồi, chúng ta tìm hiểu cái phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay, đó là phần 2, mặt trời mọc và lặn. Trong cái phần này nó có cái phần thực hành. Cái phần thực hành thì chúng ta sẽ sử dụng cái quả địa cầu mô hình ở trên lớp, thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm. Cũng rất là dễ như lúc nãy cô nói thôi. Đấy, cái hình quả địa cầu này. Đấy, ở đây là một cái bóng đèn chúng ta làm giống như là mặt trời đấy. Đấy là khi chúng ta xoay. Đấy, chúng ta xoay cái quả địa cầu này thì chúng ta sẽ thấy một nửa quả địa cầu sẽ được chiếu sáng và một nửa là không được chiếu sáng. Rồi chúng ta xác định được những cái vị trí của Việt Nam của mình ở trên cái quả địa cầu này. Khi mà ánh sáng chiếu tới thì các bạn sẽ làm theo giáo viên hướng dẫn ở trên lớp. Từ nội dung thảo luận 4 và 5, em hãy liên hệ tới hiện tượng ngày và đêm trên trái đất, mặt trời mọc và mặt trời lặn khi quan sát từ trái đất. Và từ đó chúng ta sẽ giải thích thêm cái gì đây các em? Giải thích cái hiện tượng ngày và đêm trên trái đất và nguyên nhân dẫn tới cái sự luân phiên ngày và đêm. Thì ở đây cô giải thích rõ ràng để các bạn có thể nắm này. Thì ở đây chúng ta thấy thứ nhất là giải thích cái hiện tượng ngày và đêm. Thì cái hình khối cầu của trái đất nó luôn luôn được chiếu sáng chỉ có một nửa thôi. Đúng chưa các em? Và cứ thứ tự lần lượt từng nơi ở trên trái đất, trừ cái cực điểm, những cái điểm gần cực bắc, những điểm cực bắc và điểm cực nam, thì sẽ lần lượt được chiếu sáng một nửa và sau đó thì sẽ không được chiếu sáng. Cho nên khi nó được chiếu sáng thì sẽ sinh ra ngày, và khi không được chiếu sáng thì sẽ sinh ra đêm. Đó là cái hiện tượng ngày và đêm. Hiện tượng mặt trời mọc và mặt trời lặn này, thì thật ra mặt trời không có mọc cũng không có lặn, mà là do gì? Khi trái đất của chúng ta quay thì cái góc nghiêng giữa mặt trời và trái đất nó cũng sẽ lớn dần lên các em. Cái góc nghiêng á, trái đất chúng ta không có quay thẳng trục với cái góc của mặt trời mà chúng ta bị nghiêng. Cho nên là nó đồng thời nó tự quay quanh cái trục của nó theo hướng từ tây sang đông. Vì vậy chúng ta có cái cảm giác là mặt trời sẽ mọc từ như thế nào? Từ thấp lên cao, mọc từ đằng đông và lặn ở đằng tây. Và cái hiện tượng ngày và đêm sinh ra do trái đất tự quay quanh trục của nó, chứ không có liên quan gì tới mặt trời. Cái hình khối cầu của trái đất luôn được chiếu sáng một nửa, vì thế sinh ra ngày và đêm. Nửa được chiếu sáng thì ban ngày, nửa không được chiếu sáng thì ban đêm. Và do trái đất của chúng ta tự quay quanh trục của nó,
Cho nên mọi nơi trên bề mặt của trái đất đều lần lượt được mặt trời chiếu sáng. Chỉ có hai điểm đặc biệt, đó là vùng cực Bắc và vùng cực Nam. Thì do cái góc nghiêng của trái đất cho nên nửa năm đầu tiên, trong 6 tháng đầu tiên thì vùng cực Bắc sẽ được chiếu sáng, và nửa tháng, 6 tháng còn lại, tức là nửa năm còn lại thì vùng cực Nam được chiếu sáng. Cái phần này sang cái chương trình địa lý chúng ta sẽ học kỹ hơn nha các em. Đấy, cái bài học này thì nó tương đối đơn giản. Bây giờ chúng ta trả lời các cái câu hỏi phía sau nữa là hoàn thành bài học rồi. Đây, chúng ta lần lượt trả lời các câu hỏi này là coi như chúng ta đã hoàn thành cái bài tập này rồi này. Cái bài này rồi này. Khi mặt trời lặn, nghĩa là ở bất kỳ đâu trên trái đất đều không thể nhìn thấy mặt trời. Kết luận này đúng hay sai và tại sao? Thì đương nhiên nó là gì? Nó là sai. Vì cái hình khối cầu của trái đất luôn được chiếu sáng một nửa. Khi trái đất quay thì góc nghiêng giữa mặt trời và trái đất nó cũng lớn dần lên. Đồng thời nó tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Vì vậy mặt trời lặn ở phía Tây của bầu trời thì tức là lúc này nó đã ra khỏi cái vùng sáng ở phía đông. Trong khi đó thì một nửa trái đất còn lại thì xảy ra hiện tượng là mặt trời mọc ở phía đông. Đó, như vậy là khi mặt trời lặn thì nửa kia còn lại của trái đất sẽ nhìn thấy mặt trời mọc. Do đó chúng ta mới cảm thấy chênh lệch giữa mỗi ngày đó các em. Ví dụ như ở nước Mỹ vào ban ngày thì chúng ta sẽ là vào ban đêm. Vì chúng ta ở hai nửa của cái quả địa cầu của trái đất của chúng ta đó, cho nên khi phía bên Mỹ ở phía Tây mà được chiếu sáng thì chúng ta sẽ không được chiếu sáng, đúng chưa nào? Rồi chúng ta trả lời cái câu hỏi tiếp theo. Theo em thì hàng ngày cái người sinh sống ở Hà Nội hay ở Điện Biên sẽ quan sát thấy mặt trời mọc trước và tại sao? Thì ở đây là chúng ta thấy là Hà Nội sẽ quan sát thấy mặt trời mọc trước. Vì sao? Vì Điện Biên nằm cách thủ đô Hà Nội 504 km về phía Tây. Mà về phía Tây thì mặt trời sẽ, trái đất chúng ta quay theo hướng gì các em? Từ Tây sang Đông, cho nên nó nằm ở phía Tây thì nó sẽ quay sau, còn phía Đông thì sẽ được nhìn thấy trước. Khoảng thời gian mỗi ngày đêm trên trái đất là bao nhiêu? Em hãy cho biết khoảng thời gian đó được thể hiện cái điều gì? Khoảng thời gian mỗi ngày đêm trên trái đất là 24 giờ. Và cái khoảng thời gian đó thể hiện là trái đất nó quay một vòng quanh mặt trời mà đến khi nó giáp lại thì mất khoảng 24 giờ. Như vậy là bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh Thầy Quang nha các em. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo.